Điện hạ, bệnh tình của Hoàng Thái Hậu thế nào rồi? Bẩm điện hạ, đều do vi thần bất tài. Thái Hậu đã hôn mê mấy ngày rồi. Hơn nữa, viện chính thái y viện vẫn chưa có chuyển biến gì. Vân Thu, muội thử xem. Một nha đầu chưa trải sự đời, làm sao có thể chữa cho Thái Hậu? Ta có thể chữa được hay không? Không đến lượt ngươi nói. Nha đầu à, nếu tiếp tục làm càn, hãy đến phượng thể của Thái Hậu, ta xem cô làm thế nào đây. Để nàng ấy chữa, nếu có chuyện gì, Tiêu Vương phủ sẽ chịu trách nhiệm. Vương gia, nếu viện chính lực mất tòng tâm, cứ để muội ấy thử xem. Vân Thù là học trò của thần y, chắc chắn sẽ không làm những chuyện mà muội ấy không chắc. Dù phụ hoàng đến đây, cũng sẽ hy vọng Hoàng Thái Hậu có thể sớm khỏe lại. Nếu điện hạ và vương gia đã nói như vậy, phi thần không cản trở nữa. Thái Hậu, Kim Trâm, chỗ này ở cổ nóng quá, châm vào mà có cảm giác nóng. Đây chính là Trần Duyệt Hỏa Sơn trong truyền thuyết, trước giờ chưa từng thấy có người có thể châm huyệt này một cách tinh thông như vậy. Lúc nãy đã mạo phạm, xin vương phi thứ tội. Viện chính quá lời rồi. Vương phi chữa bệnh cho Thái Hậu, châm vào huyệt Hỏa Sơn quả là y thuật cao minh. Xin vương phi hãy dạy cho vi thần cùng tất cả thái y trong thái y viện, có được không? Đương nhiên là được, chỉ cần các ngươi thành tâm học hỏi, ta sẽ dạy các ngươi. Tốt quá rồi, đa tạ vương phi điện hạ. Vi thần sẽ lập tức về thái y viện, bảo bọn họ chuẩn bị thật tốt. Đi thôi. Lần này chàng đã biết ta có cố tỏ ra mạnh mẽ hay không rồi chứ. Cây cao đón gió lớn, cô đừng quá thể hiện mình. Vân Thu, bổn điện hạ quả nhiên không nhìn lầm muội, đa tạ điện hạ tán dương. Lát nữa thần sẽ kê một đơn thuốc, Thái Hậu mỗi ngày uống 3 lần, vài ngày nữa nhất định sẽ khỏi. Được. Người đâu? Thưởng. Điện hạ, thần nữ không cần ban thưởng, chỉ mong điện hạ thực hiện lời hứa. Muội nói đi. Điện hạ, thần nữ muốn kiện phụ thân của Lâm Mị Nhi tham ô nhận hối lộ, xin điện hạ điều tra chuyện này. Vân Thu, nàng đang nói gì vậy? Lâm phủ không chỉ tham ô nhận hối lộ, còn tiêu khống trai thần nữ. Từng lời thần nói đều là sự thật, không bằng bây giờ điện hạ đến Lâm phủ lục soát tìm chứng cứ. Không ngờ lại có chuyện như vậy. Thừa tướng một đời trung thành tận tụy, không thể để người khác vu khống như vậy. Nếu đã như vậy, chúng ta đến Lâm gia một chuyến xem thế nào. Cha, trước mắt cứ đem hết số bạc đó giấu cho thật kỹ. Bây giờ chúng ta đã ngụy tạo chứng cứ kỹ càng hết rồi, hắt gáo nước bẩn lên người thừa tướng Lâm Thái. Quan hệ bên trên cũng đã ổn thỏa, đến lúc đó cả phủ thừa tướng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Con gái vẫn là con thông minh nhất. Không hay rồi Lâm đại nhân. Công công, sao ông lại đến đây? Cái gì? Lục soát cho ta. Vân Thu, nếu lát nữa không tìm ra được chứng cứ tham ô, đây là tội khi quân đấy. Đa tạ vương gia quan tâm. Vương gia vẫn nên dành tâm trí lo cho Lâm Mị Nhi đi. Cô, bẩm báo điện hạ, phòng phía sau hậu viện, số lượng bạc và trang sức so với số lượng mà thừa tướng nói đến hoàn toàn trùng khớp. Tội nhân Lâm Thái đã tìm ra chưa? Một nén nhang trước, Lâm đại nhân đã cưỡi ngựa ra khỏi thành, thuộc hạ đã phái người đuổi theo. Điện hạ, Lâm Thái bỏ trốn, vậy thì còn Lâm Mị Nhi thì sao? Phái người đến vương phủ, đưa Lâm Mị Nhi đến đây. Rõ. Ha ha ha!
Lâm Mị Nhi, chàng người tham ô hối lộ, sợ tội bỏ trốn, ngươi có biết tội không? Điện hạ tha mạng. Điện hạ, thần thiếp không biết. Cha thần thiếp lại làm ra những chuyện này, người đâu? Nhốt con gái của tội thân vào ngục, chờ ngày xét xử. Thái tử tha mạng. Không phải như vậy đâu, vương gia. Thiếp không có làm chuyện này. Xin chàng hãy cứu thiếp, vương gia. Mị Nhi là người của vương phủ, mong thái tử nể mặt, giao cho ta xử lý chuyện này. Vương gia thương xót cho Lâm Mị Nhi thật đấy, không nỡ để cô ta nếm chút đắng cay sao? Vân Thu, làm người phải biết khoan dung. Lúc cha ta bị hại phải ngồi tù oan, sao không ai nói câu này vậy? Vân Thu, ý muội thế nào? Cứ theo lời vương gia vậy, tạm thời thả Lâm Mị Nhi đi. Đa tạ tỷ tỷ. Lâm Mị Nhi, kiếp trước chính ngươi hại ta thảm thương đến như vậy, ta sẽ từ từ trả lại cho ngươi. Vân Thu, đừng nghĩ rằng ngươi cứu ta sẽ cảm kích ngươi. Món nợ của cha ta nhất định tính sổ với ngươi. Ta sẽ chống mắt chờ xem. Vân Thu, vương gia, không phải thiếp, là tỷ ấy tự mình nhảy xuống. Vương gia chàng tin muội ấy sao? Muội ấy vẫn còn thù hận, chuyện thiếp tố cáo cha muội ấy tham ô hối lộ, thật sự không phải thần thiếp. Vương gia, chẳng lẽ thiếp tự mình nhảy xuống đó sao? Vương gia, đủ rồi, gần đây bổn vương quá dung túng nàng rồi. Ba lần bốn lượt nàng liên tục mắc sai lầm. Vương gia, mau quay về phòng tự suy ngẫm lại, nếu có lần sau bổn vương tuyệt đối không tha. Vương gia, vậy cha thiếp nàng không hiểu bổn vương nói gì à? Mị Nhi biết sai rồi, Mị Nhi sẽ về phòng ngẫm lại lỗi lầm. Đa tạ vương gia quan tâm. Không cần đâu. Đa tạ vương gia. Vân Thu, nàng muốn gì đây? Sao cứ tránh bổn vương như tránh tả thế? Không phải vương gia không thích ta sao? Sao bây giờ lại tức giận? Bổn vương đang quan tâm nàng. Nàng đừng có không biết điều. Ta không biết điều quen rồi, không bằng Lâm muội muội thấu tình đạt lý. Nắm chặt không buông cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không ngờ lại bệnh rồi. Vương gia, tối thế này rồi, vương gia đến đây có việc gì à? Không có việc gì thì không được đến à? Ta và vương gia cũng chẳng có gì để nói. Trời cũng khuya rồi, không có việc gì thì về đi. Bổn vương và nàng thật sự không có gì để nói sao? Tác dụng của nàng chỉ có thị tẩm thôi à? Không phải ta đã nói rồi sao? Ta không rảnh hầu hạ chàng, chàng đi mà tìm Lâm Mị Nhi. Chuyện này không phải do nàng quyết định, nàng đã gả vào vương phủ, bổn vương có quyền thị tẩm nàng. Chàng định làm gì? Buông ra, làm gì thế? Thả ta ra. Nàng bị cảm rồi, không cần vương gia quan tâm, ta uống vài thang thuốc là khỏi thôi. Lang y không thể tự chữa cho mình, bổn vương sẽ gọi thái y đến. Không cần đâu, ta tự kê mấy thang thuốc, sắc uống là được. Được, vậy bổn vương sắc thuốc cho nàng. Cái gì? Đơn thuốc.
đây. Lúc nào cũng chống lại bổn vương, chỉ có mấy lúc thế này mới có thể ngoan ngoãn một chút. Cái gì? Vương gia đến phòng của Vân Thu, đến bây giờ vẫn chưa ra khỏi đó. Vâng. Sao có thể như vậy được? Rõ ràng vương gia không thích cả tiện nhân đó. Nếu tiếp tục như thế này, còn tiện nhân đó sẽ giành vương gia đi mất. Ngươi, mau đi gọi Tống Đại Phu đến đây. Sau đó, đến phòng của Vân Thu, mời vương gia qua đây. Cứ nói ta bị bệnh. Tiểu chủ, chuyện này, đứng đó làm gì? Còn không đi mau. Vâng. Ta nói cho ngươi biết, lát nữa vương gia đến, ngươi cứ làm như vậy nhé. Chuyện gì vậy? Vương gia, Lâm Trắc Phi bị bệnh, hơn nữa còn bị rất nặng. Vương gia, nàng không bị rơi xuống nước, sao nàng lại bị bệnh vậy? Vương gia, ngươi biết mà, từ nhỏ sức khỏe của thiếp đã rất yếu rồi. Vương gia không thể ở bên cạnh thiếp nhiều hơn được sao? Đây là bệnh cũ của Lâm Trắc Phi. Từ nhỏ cô ấy đã vì vết đâm ở lưng dẫn đến thân thể yếu ớt, hôm nay còn phải chịu sự kinh hãi nữa. Vết thương trên lưng nàng lại bắt đầu đau rồi sao? Vương gia, thực ra vết thương của Mị Nhi vẫn luôn đau từ lâu rồi, chỉ là thiếp không dám nói cho chàng biết. Dù sao thì vết thương này vì cứu chàng mới bị thương. Thiếp không muốn vương gia thấy áy náy. Nàng đừng nói như vậy. Từ khoảnh khắc nàng cứu bổn vương đã quyết định sẽ chăm sóc cho nàng cả đời này rồi. Vương gia, sức khỏe của Mị Nhi phải tĩnh dưỡng thế nào? Tẩm bổ bình thường thì sẽ lâu hồi phục. Cách hiệu quả nhất bây giờ là lấy máu người làm thuốc. Ngươi nói cái gì? Đặc biệt là máu của Vương Phi rất thích hợp để làm thuốc. Vương Phi ở phủ thừa tướng từ nhỏ được ban cho nhiều loại linh dược, lại ở thần y cốc mấy năm. To gan, đó là vương phi của bổn vương, ngươi dám nói năng ngông cuồng. Vương gia bớt giận, trước mắt thực sự không có cách nào tốt hơn cả. Lúc trước Vân Thủ cũng từng nói với ta muốn lấy máu của Mị Nhi cho nàng ấy làm thuốc. Rốt cuộc đây chỉ là trùng hợp hay có liên quan gì với nhau? Vương gia, tỷ tỷ là con gái của thừa tướng, thân thể vàng ngọc, không giống như thiếp. Trong nhà không có chỗ để nương tựa, phụ thân thì bỏ trốn, thiếp không có ai để dựa vào cả. Sao mà xứng lấy máu của tỷ tỷ làm thuốc cơ chứ? Sao lại thế này rồi? Có phải nàng đang khó chịu lắm đúng không? Máu, thiếp nôn ra máu rồi. Vương gia, có phải thiếp không thể sống được nữa đúng không? Vương gia, thiếp vẫn muốn sống. Thiếp vẫn muốn ở bên cạnh vương gia, bên cạnh vương gia thêm vài năm nữa. Vương gia, bổn vương đã nói rồi, bổn vương sẽ chăm sóc cho nàng cả đời, bổn vương tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Người đâu? Gọi Vân Thù tới đây. Lấy máu làm thuốc. Nô tỳ đã rõ, thưa vương gia, nô tỳ sẽ đi gọi người tới. Vương Phi, người tỉnh dậy đi, người dậy uống thuốc đi ạ. Vương Phi, thuốc này do đích thân vương gia sắc đó ạ. Người uống đi rồi hãy ngủ. Đây là thuốc mà Tiêu Dịch Thần tự sắc sao? Vâng ạ, nô tỳ muốn giúp, vương gia cũng không cho. Vương gia chưa từng làm mấy việc tay chân bao giờ cả, chỉ vì sắc thuốc cho người mà tay vương gia bị bỏng đó ạ. Tiêu Dịch Thần, đây là lần đầu tiên trong đời ta được uống thuốc do đích tay chàng sắc. Nếu là ta ở kiếp trước, có lẽ sẽ cảm thấy rất vui. Nhưng bây giờ ta đã không còn là Vân Thủ trước đây nữa rồi, chàng ấy đâu rồi? Vương gia trước đó vẫn luôn ở đây, nhưng sau đó thì đột nhiên bỏ đi. Trước khi đi, vương gia còn bảo nô tỳ nhắc người uống thuốc.
Vương Phi, Vương gia mời người lập tức tới phòng của Lâm Trắc Phi một chuyến. Tối muộn thế này rồi còn tới đó làm gì? Nghe nói Lâm Trắc Phi bị bệnh, muốn mời Vương Phi tới đó một chuyến để lấy máu làm thuốc. Lại như vậy cũng được, để ta tới gặp cô ta. Vương gia, Vân Thu, sức khỏe của nàng sao rồi? Sao? Muốn xem thân thể này của ta còn có thể lấy máu để làm thuốc cho người chàng yêu được không sao? Giả vờ hay thật đó? Tỷ tỷ đang nói gì vậy? Muội không hiểu lắm. Tiện nhân nhà ngươi, cô thật sự coi ta là người dễ bị bắt nạt sao? Tỷ tỷ dạy dỗ đúng, muội biết sai rồi. Dám đánh lời trước mặt bổn vương, bổn vương thấy nàng đang muốn tạo phản rồi đó. Vương gia đúng là người đầu tiên ở kinh thành sủng thiếp diệt vợ, chuyển ra ngoài sẽ làm trò cười cho người ta đó. Nàng nói gì chứ? Thứ nhất, ta không đồng ý làm thuốc cho Mị Nhi, người đã làm hại ta. Thứ hai, Lâm Mị Nhi thực chất chẳng có bệnh gì cả. Mị Nhi đã nôn ra máu, sao lại không bị bệnh chứ? Tỷ à, sao muội có thể nói dối tỷ được chứ? Muội thực sự bị bệnh mà. Máu mà cô nôn ra rõ ràng là máu của động vật. Tỷ tỷ, tỷ đang nói lung tung cái gì vậy chứ? Tỷ định làm gì vậy chứ? Tỷ không được động vào đồ của muội, sợ hãi như vậy. Bên trong chắc chắn là thứ gì đó mờ ám. Vân Thu, Vương gia, chàng nhìn đi, cô ta dùng thứ này để giả vờ như mình bị bệnh rất nặng. Chuyện này là sao? Thiếp không biết nữa. Vương gia, thiếp không biết đây là cái gì cả. Chuyện đã thành ra như này, nàng vẫn coi ta là tên ngốc à? Vương gia, đây là lần đầu tiên Mị Nhi nói dối chàng. Mị Nhi cũng chỉ muốn chàng ở bên cạnh Mị Nhi nhiều hơn thôi, nên nàng đã dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy sao? Còn muốn lấy máu của Vân Thu để làm thuốc cho nàng. Lâm Mị Nhi, thật sự càng ngày ta càng không nhận ra nàng nữa rồi. Trước đây nàng đâu có như vậy. Vương gia, phải tuân theo quy tắc, hôm nay bổn vương phải dạy dỗ nàng. Người đâu? Đừng mà Vương gia. Mặc dù Mị Nhi đã nói dối người, nhưng Mị Nhi vì cứu người mà phải chịu vết thương ở lưng là thật. Vương gia, người niệm tình chuyện xưa, tha cho thiếp một lần này nhé Vương gia. Lúc nhỏ cô cũng vì cứu chàng ấy mà bị thương ở lưng sao? Nàng nói cũng là có ý gì chứ? Không có ý gì, thuận miệng nói thôi. Vương gia, cũng đã muộn như vậy rồi. Vương gia không phải muốn phạt muội ấy sao? Khi nào thì phạt, để ta còn về sớm. Nếu tỷ mệt rồi, tỷ nên về sớm để nghỉ ngơi đi. Lỗi của muội, muội biết rồi, muội sẽ không trốn tránh trách nhiệm đâu. Vương gia còn không phạt, chẳng lẽ là muốn bảo vệ muội ấy sao? Mị Nhi quả thật có lỗi, nhưng nàng ấy cũng không thực sự gây hại gì tới nàng cả. Sao nàng phải so đo từng tí với nàng ấy chứ? Nếu hôm nay ta đi, vậy thì cái tát của ta là vô ích sao? Mị Nhi không muốn làm khó Vương gia. Nếu như tỷ tỷ muốn Vương gia làm như vậy, Vương gia cứ phạt thiếp đi. Như thế cũng khiến tỷ tỷ bớt giận. Nếu Vương gia không nỡ, vậy thì để ta. Đủ rồi Vân Thu. Vương gia, nàng tự giải quyết đi.
Ngươi nghĩ trốn ở đây thì ta sẽ không tìm thấy sao? Mau chạy đi. Khách quý tới. Tiếc là chỗ ta không hoan nghênh cô. Thủ đoạn tối qua không thành. Tức rồi sao? Vậy nên hôm nay cô đến đây để chế nhạo ta phải không? Ta không có ý định tranh sủng với cô. Hôm nay ta đến đây là để xác nhận với cô một việc. Nghe nói lúc nhỏ cô đã từng cứu Tiêu Dịch Thần, sau lưng còn bị thương. Vậy nên có phải cứu vương gia ở gần thần y cốc đúng không? Sao cô biết? Cô vẫn chưa nhận ra ta ư? Cô là người năm đó. Đúng vậy. Không sai. Ta mới là người cứu vương gia. Cô ỷ vào thời gian dài, nhân lúc vương gia không nhớ rõ bộ dạng của người kia, mạo danh người đó. Vân Thu, cô ăn nói lung tung gì vậy? Rốt cuộc ai là người ăn nói lung tung thì trong lòng cô rõ nhất. Cô muốn đi đâu? Cô định đem chuyện này nói cho vương gia đúng không? Ta không có hứng thú làm chuyện này. Hôm nay ta đến chủ yếu là để nói cho cô biết. Đừng gây chuyện với ta. Cô yên tâm. Chỉ cần cô không nói chuyện này ra, ta sẽ không gây chuyện với cô nữa. Tiêu Dịch Thần, nếu chàng đã không nhận ra ta, vậy thì chàng cũng không cần biết chuyện này. Dù sao đời này ta cũng sẽ không yêu chàng nữa. Ngay cả bí mật này mà cô ta cũng biết rồi. Xem ra không thể giữ mạng cô ta lại nữa rồi. Người đâu? Tiểu chủ, người có gì cần dặn dò ạ? Thiên ưng giáo đã chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã ổn thỏa hết rồi ạ. Bảo họ xử Vân Thù đi. Vâng. Cô nương, Tết Nguyên Tiêu này, sao cô lại tới đây một mình vậy? Phu quân cô không đi cùng cô sao? Phu quân ta bận lắm, không có thời gian đi cùng ta. Mặt nạ này bán thế nào? Nhìn cô nương xinh đẹp thế này, mặt nạ này không cần tiền, ta tặng cô. Đồ ăn hại, mau đuổi theo. Đi. Đuổi theo. Không được. Ta thật sự không chạy được nữa rồi. Đừng dừng lại, chúng vẫn còn đuổi theo phía sau đó. Ta chỉ là một cô gái yếu đuối thôi. Ta thật sự không chạy nổi nữa rồi. Hay là ngươi cứ bỏ lại ta đi. Mạo phạm rồi. Ngươi làm gì thế? Những người đó là ai vậy? Ta cũng không biết. Nhưng có một tên trên người có hình xăm đại bàng. Hình xăm đại bàng. Chẳng lẽ là Thiên Ưng Giáo? Thiên Ưng Giáo, đúng vậy. Thiên Ưng Giáo là một tổ chức sát thủ. Chỉ cần đưa tiền là có thể lấy mạng người khác. Bao nhiêu tiền? 3.000 lượng bạc. Nếu đã có người bỏ ra nhiều tiền như vậy để lấy mạng ta, đó đúng là vinh dự của ta mà. Hình xăm đó, lúc nhỏ đám người đuổi theo Tiêu Dịch Thần, trên người cũng có. Thì ra họ là người của Thiên Ưng Giáo. Cô nghĩ xem, cô có đắc tội với người nào không? So với đắc tội với người khác thì ta càng tò mò ngươi là ai hơn đó. Bây giờ vẫn chưa thể cho cô biết được. Thần bí gì chứ? Cô sống ở đâu? Ta sẽ đưa cô về. Nếu không trên đường, chắc chắn vẫn còn có nguy hiểm. Vậy ngươi đưa ta về phủ Tiêu Vương ra đi. Ta cũng không biết ta đã đắc tội với ai nữa. Bỏ ra hơn 3.000 lượng bạc để lấy mạng của ta. Đợi đã. Nói không chừng Lâm Mị Nhi. Vậy đi thôi Tiêu Vương Phi. Sao người biết ta là Tiêu Vương Phi? Ta chỉ là nói người đưa ta đến Tiêu Vương Phủ thôi. Dựa vào cách ăn mặc của cô, ta liền cho rằng cô là chủ tử của Tiêu Vương Phủ, không phải Vương Phi. Còn có thể là ai khác chứ? Hóa ra ta là người có tiếng, bị chồng ruồng bỏ trong kinh thành, mọi người đều biết. Vậy thì cảm ơn ngươi cứu mạng. Có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp. Tất nhiên là có cơ hội. Ta chờ lâu như vậy, sao ta để cô chạy được chứ?
Cảm ơn người đã đưa ta về. Mau về đi. Trong khoảng thời gian này, đừng ra ngoài. Tiêu Vương phủ cũng khá an toàn đó. Được. Đây không phải chỗ để nói chuyện. Chàng qua đây cho ta. Rốt cuộc ý chàng là sao chứ? Nàng đang nói gì vậy? Đừng giả ngu nữa. Ta nói rồi mà, tại sao ngay cả Thiên Ưng giáo cũng không thể lấy mạng Vân Thu? Hóa ra là chàng gây cản trở. Lâm gia chúng tôi vẫn luôn ủng hộ thái tử. Chẳng lẽ chỉ vì cha ta thất thế, ngay cả việc ta lấy mạng một người mà chàng cũng ngăn cản nữa sao? Yên tâm đi, hai chúng ta mới là một phe. Người mà nàng muốn lấy mạng, ta sẽ giúp nàng lấy mạng. Thật vậy sao? Thái tử người làm gì vậy? Dưới sự giúp đỡ của ta, nàng mới vào được Tiêu Vương phủ. Ta đã chuẩn bị nhiều như vậy, còn một mình Vân Thu, ta không nỡ lấy mạng sao? Chàng nói nhiều như vậy, nhưng chàng vẫn cứu cô ta, còn không phải vì Lâm gia nhà muội mấy ngày trước đã gây ra chuyện sao? Thời gian này không được hành động lỗ mãng, không có sự ủng hộ của Lâm gia, ta phải tìm thế lực mới. Nếu không thì làm sao tranh giành ngai vàng với Tiêu Dịch Thần được? Phụ hoàng vốn đã có sự ưu ái với Tiêu Dịch Thần rồi, nếu chờ Tiêu Dịch Thần đủ lông đủ cánh, chức vị thái tử này e rằng cũng khó giữ. Vậy chàng còn phải lôi kéo Vân Thù sao? Vân Thù, cô ta là đệ tử của thần y, lại là người được hoàng thượng tin tưởng, đương nhiên phải lôi kéo cô ta. Vậy chàng lôi kéo được cô ta thì chàng sẽ bỏ rơi ta sao? Tiêu Vương phủ luôn do ta quản lý, Vân Thù ngay cả sổ sách cũng chưa từng sờ vào. Đừng quên rằng Tiêu Dịch Thần mới là kẻ thù trước mắt của chàng, cho nên ta mới để nàng đi giám sát Tiêu Dịch Thần, còn ta lôi kéo Vân Thù. Nhưng đợi đến khi ta ngồi vào vị trí hoàng đế, nàng sẽ là hoàng hậu tương lai. Sự kiên nhẫn của chúng ta tất cả đều xứng đáng mà. Được thôi, vậy ta sẽ giữ lại cái mạng nhỏ của Vân Thu. Đợi khi chàng đăng cơ, ta nhất định phải băm cô ta thành trăm mảnh. Lòng dạ nàng vẫn nham hiểm như vậy, không hổ là người phụ nữ mà bồn điện hạ nhìn chúng. Vân Thủ phát hiện ra muội mạo danh ẩn nhân cứu Tiêu Dịch Thần rồi, phải làm sao, còn thế nào nữa? Cô ta cũng không có cách nào để chứng minh cô ta là người cứu. Chàng nói cũng đúng. Thôi bỏ đi, không nhắc tới cô ta nữa. Thái tử điện hạ, lâu rồi chàng không đến tìm ta. Thái tử đây là ghét bỏ ta sao? Không có chuyện đó đâu. Ta làm vậy là vì muốn tốt cho nàng. Nếu bị người khác nhìn thấy, nàng phải làm sao? Yên tâm, sau này chúng ta sẽ có thời gian ở bên nhau thôi. Vậy điện hạ, sau này phải tới tìm ta nhiều vào đó. Người tự tiện thì không cần phải giữ lại. Nhưng trước khi người ra đi, còn phải làm thêm vài việc thay ta nữa. Vừa mới sáng sớm mà Vương gia đã gọi ta tới đây để làm gì vậy? Người đưa nàng về đêm qua, người đó là ai? Hóa ra là hỏi tội. Sao? Vương gia hoài nghi ta đi gặp tình nhân sao? Nàng là người đã có chồng, làm gì cũng phải biết chừng mực. Tối qua ta bị truy sát. Nàng nói gì? Nàng bị truy sát sao? Nàng có bị thương không? Không sao, ta may mắn được một người đeo mặt nạ cứu. Nếu đã vậy, mấy ngày này nàng đừng ra ngoài nữa. Ở vương phủ vẫn an toàn hơn. Chuyện này ta sẽ phái người điều tra kỹ lưỡng. Được. Nhưng vương gia vẫn nên đề phòng Lâm Mị Nhi. Ta thấy cô ta không đơn giản đâu. Ý của nàng là Lâm Mị Nhi phái người truy sát nàng sao? Đúng. Nàng nghĩ quá nhiều rồi. Mị Nhi bây giờ chỉ là một nữ nhi yếu đuối, không nơi nương tựa. Không nơi nương tựa sao? Người cha độc ác của cô ta bây giờ vẫn chưa bắt được. Vương gia bây giờ yêu đến mức mù quáng rồi, nghe không lọt tai những lời nói không tốt về cô ta. Nàng, vương gia, tiểu chủ nhà ta mời vương gia cùng dùng bữa sáng. Vương phi là ý gì đây? Thúy Nhi làm sai ở đâu sao? Còn dám hỏi sao?
nơi quan trọng như thư phòng, nô tỳ như ngươi, muốn vào là vào sao? Trước giờ nô tỳ luôn như thế, vương gia cũng không nói gì. Vương phi người dựa vào đâu mà ra tay chứ? Ý của ngươi là, bổn vương phi không được quản giáo ngươi? Cũng đúng, dù sao vương phi ta đây cũng chỉ là có tiếng không có miếng. Kể từ khi gả vào vương phủ, luôn là Lâm Bị Nhi làm chủ, tất cả đều do vương gia sắp xếp. Nếu vương phi không phục, cứ nói với vương gia, chút giận lên nô tỳ chúng tôi có ích gì chứ? Thôi xong rồi, thân phận nô tỳ tầm thường thôi, lại dám nói chuyện với ta như thế. Người đâu, gọi Lâm Bị Nhi đến đây cho ta, ta muốn xem cô ta quản giáo thuộc hạ của mình như thế nào. Vương gia. Được rồi, chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt. Hôm nay một nô tỳ nhỏ dám nói chuyện với ta như vậy, ngày mai sẽ lại có thêm người khác. Vương gia, lẽ nào chàng muốn tiếp tay để bọn họ lộng hành ở vương phủ sao? Người đâu, gọi Lâm Mị Nhi đến đây cho ta. Rõ. Thúy Nhi, có chuyện gì vậy? Ai đánh người vậy? Không sao đâu, ngươi nói đi, ta làm chủ cho ngươi, là do ta đánh. Tỷ tỷ, sao tỷ lại làm vậy? Thúy Nhi, dù sao cũng là người ở bên cạnh muội. Vương phi tỷ bớt giận, đều do Mị Nhi sai. Vân Thu, nàng là vương phi, không thể rộng lượng một chút sao? Chuyện bé xé ra to. Vương gia đừng giận tỷ tỷ, đều do Mị Nhi không tốt. Hôn sự giữa ta và vương gia là do hoàng thượng ngự ban. Một tiểu thiếp thấp hèn như cô có thể sánh được sao? Đừng nói hôm nay ta giáo huấn thuộc hạ của cô, ngay cả xử lý cô, ta cũng có tư cách. Vân Thu, nàng quá đáng rồi đó. Được, nếu đã vậy thì, vậy bây giờ chúng ta vào cung, trước mặt hoàng thượng lý luận một phen, xem ta rốt cuộc có quá đáng hay không. Tỷ tỷ à, đều là lỗi của Mị Nhi, chúng ta không cãi nữa được không? Nếu chuyển ra ngoài, vương phủ không còn mặt mũi gì nữa. Vương gia sủng thiếp diệt thê, nếu như chuyển đến tai của hoàng thượng, ta và vương gia thì không nói, nhưng Lâm muội muội đây của vương gia chắc không thoát nổi tai ương rồi. Nàng đang uy hiếp ta sao? Ta nào dám chứ. Nhưng nếu muội muội không quản lý được chuyện trong phủ, vậy thì trả lại quyền quản giáo vốn thuộc về ta, để ta quản lý chuyện trong vương phủ. Việc vất vả này nếu nàng muốn thì cứ làm. Ngày mai đem tất cả sổ sách giao lại cho vương phi. Vâng. Ngày mai là thọ thần của Thái hậu, tuyệt đối không được gây chuyện gì nữa. Cô còn muốn gì nữa? Cứ đợi đấy, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về ta. Vậy cũng phải xem cô có bản lĩnh này không. Vân Thu, cô là tiện nhân. Trác Vi, thư của người. Vân Thu, ngày mai cô sống không nổi đâu. Vương gia, cho thiếp đi theo với. Vương gia. Được rồi, đợi chút đã. Sao cứ lề mề vậy? Hôm nay là thọ thần lần thứ 70 của Thái hậu, ta đâu có bảo chàng đợi ta. Vương gia, Mị Nhi cũng muốn đi cùng chúc mừng thọ thần của Thái hậu. Thôi đi, thọ yến chỉ có chính cung mới được đi. Hơn nữa bây giờ cha cô lại là người mang trọng tội, cứ ở yên một chỗ đi. Cô. Vương gia, thiếp biết thiếp không đủ tư cách, thiếp không vào chính điện là được. Thiếp sẽ ở xa thôi, chắc chắn không làm chàng mất mặt. Cô nói mấy lời này, nghe mất mặt thật đấy.
Đủ rồi, nàng có thể nào nói chuyện bớt cay nghiệt được không? Mỹ Nhi chỉ muốn cùng bổn vương tham gia thọ yến mà thôi. Vậy ta cũng nói luôn, ta không muốn đi cùng cô ta. Vương phủ này từ khi nào tới lượt nàng quyết định? Mỹ Nhi, nàng lên xe trước đi. Được, đa tạ vương gia. Thọ yến lần này nàng nhất định phải đi. Nếu không, phủ thừa tướng chắc chắn sẽ bị liên lụy. Nàng chắc chắn là không muốn đi chứ? Vương gia, nữ nhân này tính tình ngày càng hống hách rồi. Vương gia, Vương gia, Vương gia, chờ thiếp với. Vương gia, chờ thiếp với. Thọ yến vẫn chưa bắt đầu, nàng cứ ở ngoài này một lát. Vương gia, bên này. Thọ yến của Thái hậu rốt cuộc ở đâu nhỉ? Đi hoài không thấy. Cung nữ này chỉ đường cũng rối nữa. Lâm Mị Nhi, sao cô ta cũng ở đây? Tiêu Vương Phi sao cô lại ở đây? Hoàng hậu, Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Bổn cung đang trên đường đến thọ yến của mẫu hậu. Sao Tiêu Vương Phi lại ở đây một mình? Bị lạc sao? Đến tận ngựa hoa viên rồi. Không thì cứ đi cùng bổn cung. Đa tạ Hoàng hậu nương nương. Ngày thường mình và Hoàng hậu không có giao tình, hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy? Bất thường như vậy chắc chắn có chuyện gì đó. Mình nhất định phải cẩn trọng. Lâm Mị Nhi quay lại đây nhanh như thế à? Nàng đi đâu thế? Trễ như vậy mới đến. Không phải bên cạnh vương gia đã có Mị Nhi muội muội rồi sao? Cần ta làm gì nữa? Vân Thủ, con đến rồi. Mau đến đây ngồi cạnh ai ra. Đa tạ Thái hậu nương nương. Lúc đó cũng may là nhờ có con. Bệnh của ai ra hiện tại đã khỏi rồi. Thái hậu nương nương không cần khách khí, đây đều là việc Vân Thù nên làm. Có chuyện gì vậy? Sao bên ngoài lại ầm ĩ như vậy? Ca vũ bắt đầu chưa? Thái hậu nương nương, cung nữ ca vũ đột nhiên mất tích. Lão nô phái người đi tìm thì phát hiện đã không còn thở nữa, cả người ướt sũng trong hồ nước ở ngự hoa viên. Cái gì? Sớm không chết, muộn không chết, sao lại cứ phải xảy ra chuyện ngay thọ thần của Thái hậu chứ? Đây không phải là cố ý gây xui xẻo sao? Ở thọ yến này lại gây ra chuyện như thế. Thái hậu, cung nữ ca vũ đó, theo như thần biết, là người Giang Nam, từ nhỏ đã quen với sông nước, tuyệt đối không thể có chuyện như vậy. Điều tra cho ta, kẻ nào dám ở thọ yến của ai ra làm càn? Thế nào rồi? Đến giờ vẫn chưa tìm được hung thủ sao? Thái hậu, Thái hậu bớt giận, Thái hậu bớt giận.
Toàn bộ hạ nhân trong cung, lão nô đã điều tra kỹ càng. Hôm nay là thọ thần của Thái hậu. Bọn họ đều bận chuẩn bị mọi thứ. Ý của ngươi là hung thủ không phải là người hầu trong cung sao? Thái hậu, hôm nay thần thiếp đến Ngự Hoa Viên đã gặp được Tiêu Vương Phi. So với thời gian cung nữ đó xảy ra chuyện là cùng một thời gian. Ngươi nói gì? Còn tưởng là chuyện gì? Hóa ra là ở đó đợi ta. Hoàng hậu nương nương, ngươi nói những lời này có ý gì đây? Chẳng lẽ ý của Hoàng hậu, Vương Phi của bổn vương là hung thủ sao? Trong Ngự Hoa Viên, ngoại trừ Tiêu Vương Phi thì còn người khác sao? To gan! Vân Thủ tuyệt đối không thể làm ra những chuyện này. Vân Thủ, muội không muốn giải thích gì sao? Điện hạ xin cho thần thiếp một chút thời gian. Thần thiếp muốn điều tra rõ rốt cuộc là ai gây ra chuyện này. Được, muội muốn điều tra thế nào? Bổn điện hạ tuyệt đối phối hợp. Nếu là cung nữ Ca Vũ, chắc chắn cũng không phải dạng yếu đuối, còn rất giỏi bơi lội. Chuyện đuối nước là không thể nào, chắc chắn sẽ có chống trả. Vậy thì quần áo của hung thủ nhất định sẽ ướt. Cũng may mình đã sớm lường trước được, nên đã thay bộ y phục sạch sẽ này. Thần thiếp mạng phép xem thử y phục của các vị có ướt hay không. Tỷ tỷ sao lại nhìn muội lâu như vậy? Ống tay của muội không có chút bẩn nào đâu. Vân Thủ nàng làm gì vậy? Sao trên tay muội muội lại có vết chảy thế này? Muội không cẩn thận nên bị người khác vô tình làm chảy. Người khác? Người khác là ai? Muội không nhớ. Vân Thủ đừng làm loạn nữa. Lâm Mị Nhi không thể nào làm chuyện đó được. Vương gia, thiếp không hề vu khống người khác, cũng không hề thiên vị ai. Nàng, cho dù tay muội có vết chảy này cũng không nói lên điều gì. Điện hạ, không giấu gì ngài, hôm nay trong Ngự Hoa Viên thần thiếp cũng nhìn thấy Lâm Mị Nhi. Cái gì? Vết chảy trên tay Lâm Mị Nhi rõ ràng là rằng cô với cung nữ đó mà có. Cô ta cũng đã thay y phục giống với bộ y phục trước đó, vì thế mọi người không phát hiện ra mà thôi. Vậy bộ y phục ban đầu đang ở đâu? Đương nhiên là đang ở trong cung của Hoàng hậu. Tiêu Vương Phi, cô nói gì vậy? Bổn cung thật sự đã gặp cô ở Ngự Hoa Viên, nhưng bổn cung không hề nói cô là hung thủ. Cô không thể vu khống bổn cung như vậy. Thái hậu nương nương, đến cung của Hoàng hậu lục soát cho ta. Rõ. Bẩm báo Thái hậu, quả thực đúng như lời Tiêu Vương Phi nói. Trong tẩm cung của Hoàng hậu tìm thấy được bộ y phục ướt sũng này, đúng là của Lâm Mị Nhi. Các ngươi đúng là to gan lớn mật. Lôi Lâm Mị Nhi ra ngoài, phạt 50 trượng. Thái hậu khai ân, hôm nay là thọ thần của ngươi, không thích hợp xảy ra chuyện đổ máu. Thái hậu, Thái hậu nương nương, người thấy thế nào? Đổ máu với không đổ máu gì chứ? Đánh cho ai ra? Ai ra muốn chút cơn giận này cho Vân Thủ? Đánh toi mạng cũng chẳng sao. Lôi ra ngoài. Đánh. Điện hạ khai ân. Vương gia, tiểu thiếp với Vương gia, 50 trượng này Mị Nhi sẽ không sống nổi đâu Vương gia. Thái hậu nương nương, không cần cầu xin cho cô ta. Ai ra là chút giận thay cho Vân Thủ. Con càng cầu xin, ai ra phạt càng nặng. Không nghe thấy sao? Lôi ra ngoài đánh cho ta. Hôm nay xảy ra chuyện này, thọ yến này cũng không còn vui vẻ gì nữa. Các người về hết đi. Vương gia vội vội vàng vàng thế này, đi tìm Lâm Mị Nhi à?
Tiêu Vương Phi, Hoàng hậu nương nương có gì cần chỉ dạy sao? Chuyện hôm nay thật sự xin lỗi cô nhé. Hay là Tiêu Vương Phi tới cung của ta ngồi một lát, uống một tách trà. Tâm trạng của Hoàng hậu nương nương tốt thật đó. Chuyện đã thành ra như vậy rồi mà tâm trạng vẫn vui vẻ vô cùng. Tiêu Vương Phi không dám tới cung của ta sao? Có gì mà không dám chứ? Mời nương nương. Để ta xem các người lại tính giở thủ đoạn gì. Dạo này có vẻ tốt hơn rồi nhỉ? Thần sắc của cô ngày càng tốt. Nương nương cũng vậy mà. Mời Vương Phi. Tưởng ta không biết trà này có vấn đề sao? Thật sự coi ta như một con ngốc sao? Được thôi, ta sẽ phối hợp với mấy người. Chắc cô cũng đói rồi nhỉ? Bổn cung đi lấy chút điểm tâm cho cô nhé. Thái tử thông minh như vậy. Hoàng hậu, sao lại ngu xuẩn vậy chứ? Tiêu Vương Phi. Tiêu Vương Phi ơi. Cô sao vậy Tiêu Vương Phi? Tiêu Vương Phi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi nào. Thái tử, hai mẹ con này diễn kịch gì vậy? Đừng giả vờ nữa, ta biết cô không bị trúng kế. Biết ta không mắc bẫy mà còn dùng loại thủ đoạn hèn hạ này. Ngài muốn làm gì? Yên tâm, huynh sẽ không làm gì muội đâu. Huynh bảo mẫu thân đưa muội tới đây là vì huynh có chuyện muốn nói với muội. Ta với ngài có chuyện gì để nói chứ? Huynh yêu muội rất nhiều. Vân Thu, tiêu dịch thần đó có gì tốt chứ? Ngay cả việc bây giờ muội ở đâu hắn còn không biết. Không phải việc của ngài, tránh ra. Chuyện gì vậy? Tách trà đó, ta rõ ràng đã uống thuốc giải rồi chứ gì. Ngài đã làm gì? Muội tính thế nào cũng không tính được. Huynh động tay vào ngọc bội của muội. Huynh đã dùng loại thuốc không màu không mùi, chỉ khi kết hợp với túi thơm trên người huynh thì thuốc mới có tác dụng. Ngọc bội, người đã chạm vào ngọc bội của ta lúc nào? Lẽ nào ngươi là người tối đó đã cứu ta sao? Bây giờ muội mới nhận ra, huynh đau lòng dễ sợ. Tên khốn này, chửi người hay đó, nhưng muội hết cách để phản kháng lại huynh rồi. Người mình nóng quá, đừng dãy dụa nữa. Không ai có thể chịu được tác dụng của thuốc này đâu. Bây giờ có phải muội đang muốn huynh không? Người dám đụng vào ta, người thử xem. Đến lúc này rồi mà vẫn cứng miệng. Yên tâm đi, huynh sẽ làm muội thoải mái. Người đừng chạm vào ta. Tình trạng của muội bây giờ mà ra ngoài thì sao mà được? Ngươi muốn gì? Thứ mà muội cần nhất bây giờ
đó là đàn ông. Đó là gì vậy? Mình không thấy rõ. Mơ hồ quá. Mị Nhi nàng sao vậy Mị Nhi? Mị Nhi. Vương gia, mau khám cho nàng ấy đi. Không được rồi, ý người là sao? Vương gia bớt giận, Lâm cô nương hơi thở yếu ớt, không sống nổi nửa ngày. Thần thật sự hết cách. Đồ vô dụng, nếu không cứu được nàng ấy, bổn vương sẽ không tha cho người đâu. Đúng rồi, Tiêu Vương Phi là đệ tử của thần y, còn chữa khỏi bệnh lâu năm của Thái Hậu. Nếu là Tiêu Vương Phi, Vương Phi nhất định có cách cứu được Lâm cô nương. Phải rồi, sao ta lại quên mất Vân Thủ cơ chứ? Người phái người đưa nàng ấy đến Tiêu Vương Phủ, bổn vương đi tìm Vân Thủ. Bây giờ muội đáng yêu hơn nhiều rồi đó. Không thể để tên khốn này đạt được mục đích. Muội điên rồi à? Vân Thu nàng có ở trong đó không? Tiêu Dịch Thần, Tiêu Dịch Thần. Vân Thu, thằng khốn, Tiêu Dịch Thần, ngươi đúng là to gan. Đây là hoàng cung, tránh xa vương phi của bổn vương ra. Nếu không bổn vương sẽ giết ngươi đó. Tiêu Dịch Thần, ngươi nhớ đó cho ta. Vân Thủ sớm muộn gì cũng sẽ là của ta. Ngươi cứ mơ đi. Vân Thu, nàng sao rồi? Ta nóng quá. Tiêu Vân Huyền, tên khốn nạn nhà ngươi, ta nhất định sẽ chém ngươi thành trăm mảnh. Nàng làm gì vậy Vân Thu? Ta khó chịu quá, khó chịu quá. Nàng chờ ta, ta đi tìm Lang Trung cho nàng. Chàng đừng đi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao mình lại hồ đồ mà làm vậy với Tiêu Dịch Thần chứ? Đều tại tên khốn Tiêu Vân Huyền đó. Nào, nàng uống nước để làm ấm họng đi. Nàng muốn nói gì cứ nói đi. Rõ ràng là chàng biết ta bị hạ thuốc. Sao chàng không đưa ta đi tìm Lang Trung, mà ngược lại là nàng giữ ta lại, không cho ta đi mà. Lúc đó ta đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Cứ coi như là ta kéo chàng lại, chàng cũng có thể tránh đi mà. Chàng lợi dụng lúc người khác gặp nguy. Lợi dụng lúc người khác gặp nguy sao? Nàng đừng quên rằng ta là phu quân của nàng. Lần này coi như bỏ đi, ta không tính toán với chàng nữa. Lúc ở hoàng cung, có phải nàng bị dọa không? Tất nhiên là không rồi. Chuyện nhỏ thôi. Cho dù chàng không đến, ta cũng có thể tự cứu mình. Chàng, là do ta tới muộn. Từ nay về sau, ta sẽ không cho phép để xảy ra chuyện như thế nữa đâu. Vâng. Đúng rồi.
Nàng đi với ta, nàng mau mặc quần áo vào đi. Mị Nhi, Mị Nhi sắp không qua khỏi rồi. Gì chứ? Mị Nhi bị thương nặng, nàng mau tới cứu nàng ấy đi. Ta nói chuyện gì có thể khiến vương gia gấp như vậy? Hóa ra là Mị Nhi của chàng sắp không qua khỏi. Uổng công vừa rồi mình còn cho rằng chàng ấy sẽ thay đổi. Nàng bớt nói chuyện mỉa mai ở đây đi, mau đi với ta. Chàng dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ cứu cô ta chứ? Bổn vương nói cứu thì phải cứu. Với lại nếu không phải vì nàng, Mị Nhi cũng sẽ không bị thương nặng như vậy. Vương gia nói gì vậy? Chẳng lẽ là do ta sai người đánh Lâm Mị Nhi sao? Là Lâm Mị Nhi hãm hại ta trước, dựa vào đâu mà ta phải chịu đắng nuốt cay chứ? Bây giờ Mị Nhi cũng đã chịu phạt rồi, nàng vẫn còn ở đây so đo gì chứ? Nếu hôm đó ta không vạch trần Lâm Mị Nhi thì người chịu phạt là ta rồi. Nàng đừng ở đây làm càn nữa đi. Dù thế nào đi nữa thì tính mạng Mị Nhi cũng đang gặp nguy hiểm. Với tư cách là thầy thuốc, nàng cũng nên qua khám cho nàng ấy chứ. Vương gia, Lang Trung nói Lâm Trắc Phi sắp không xong rồi. Ta biết rồi, người về trước đi, bổn vương sẽ về ngay. Ta biết chàng muốn nói gì, ta sẽ đi với chàng. Vân Thu, đúng là sắp không qua khỏi rồi đó. Vậy mà nàng còn không mau cứu nàng ấy, ta đồng ý tới đây. Chứ ta đâu có đồng ý. Sẽ cứu cô ta. Nàng, tiện nhân Lâm Mị Nhi này, ta mong cô ta không còn trên đời này từ lâu rồi. Thì sao ta lại phải cứu cô ta chứ? Chàng nói xem có đúng không? Vương gia, Vân Thu, dù thế nào đi nữa thì đó cũng là một mạng người mà. Sao nàng lại có thể nói ra những lời nói ác độc như vậy chứ? Ác độc sao? Chàng nói ta ác độc. Tiêu Dịch Thần, nếu ta độc ác thì kiếp trước ta đã không rơi vào kết cục như vậy rồi. Được, ta có thể đồng ý cứu cô ta, nhưng ta có một điều kiện. Nàng có yêu cầu gì thì nàng cứ nói, bổn vương sẽ đáp ứng cho nàng. Ta không có yêu cầu nào khác. Đợi sau khi ta cứu Lâm Mị Nhi, chỉ cần vương gia hòa ly với ta là được. Nàng nói gì vậy? Ta nói hòa ly. Vương gia còn cần ta nói rõ ràng hơn không? Không được, bổn vương kiên quyết không đồng ý. Sao thế? Vừa rồi không phải chàng nói điều kiện gì cũng đều sẽ đáp ứng sao? Bây giờ nếu chàng không đồng ý hòa ly, ta quyết không cứu Lâm Mị Nhi. Gần đây bổn vương không hề bạc đãi nàng, ta cũng chưa bao giờ làm bất cứ điều gì có lỗi với nàng. Nàng dựa vào cái gì mà đòi hòa ly chứ? Dựa vào cái gì sao? Dựa vào cái gì mà ta phải chung phu quân với Lâm Mị Nhi? Phu quân của ta nhất định phải toàn tâm toàn ý chỉ đối xử tốt với một mình ta. Còn chàng, chàng thiếu quyết đoán với tình cảm của mình. Cứ coi như chàng là Tiêu Vương quyền thế ngút trời thì ta cũng không thèm. Nếu nàng để tâm đến Mị Nhi, bổn vương đồng ý với nàng, từ giờ về sau sẽ không đụng tới nàng ấy nữa. Vậy thì chàng bỏ cô ta đi. Mị Nhi bây giờ không nơi nương tựa, nếu bây giờ bổn vương bỏ nàng ấy, nàng ấy một thân một mình phải làm sao? Vậy thì tìm người khác gả đi. Nàng nhất quyết bắt ta bỏ nàng ấy sao? Trừ phi chàng đuổi cô ta đi, nếu không thì ta sẽ đi. Mị Nhi lúc nhỏ đã từng cứu mạng bổn vương, bây giờ bổn vương không thể bỏ rơi nàng ấy được. Chính vì chuyện này mà chàng luôn vì cô ta làm tổn thương ta. Bổn vương biết nàng và Mị Nhi trước giờ không hợp, cùng lắm thì sau khi nàng cứu xong bổn vương. Đủ rồi, đừng nói nữa, chỉ một câu thôi. Rốt cuộc thì chàng có đồng ý hay không? Nếu chàng đồng ý, ta sẽ không nói hai lời, ta sẽ cứu ngay bây giờ. Vân Thu, nàng nhất quyết phải ép ta sao? Ta ép chàng cái gì chứ? Nếu như chàng đã thích Mị Nhi như vậy thì ta sẽ thành toàn cho hai người, như vậy không tốt sao? Được thôi. Vân Thu, nàng thật sự cho rằng ta không thể sống thiếu nàng sao? Hòa ly thì hòa ly, nàng nhất định đừng có hối hận. Người đâu, đem giấy mực lên đây. Nàng có ý gì chứ? Nếu vương gia đã đồng ý hòa ly, viết thư hòa ly trước đi, sau đó ta sẽ cứu Lâm Mị Nhi. Được, bây giờ ta sẽ viết. Bây giờ thì nàng hài lòng rồi chứ? Hài lòng chứ? Hài lòng tới mức không thể hài lòng hơn được nữa. Cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Bây giờ thư Hòa Ly cũng đã viết rồi. Nàng cũng nên cứu Ngụy Nhi đi chứ. Đương nhiên rồi. Đợi ta cứu Ngụy Nhi xong, ta sẽ rời khỏi Tiêu Vương phủ. Nàng ấy muốn mau chóng rời khỏi bổn vương như vậy sao? Tuệ nàng. Đúng rồi. Trước khi đi, ta có chuyện muốn nói với chàng. Bất kể là chuyện gì, tóm lại, cứu Ngụy Nhi trước rồi hãy nói. Được rồi, hai canh giờ nữa cô ta sẽ tỉnh lại thôi. Chàng theo đơn thuốc của ta đi bốc mấy toa thuốc, uống trong vòng nửa tháng là có thể khỏi bệnh. Nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi trước đây. Nàng ấy cứ như vậy mà đi, không một chút do dự sao? Nàng cứ vậy mà đi sao? Nàng có chỗ nào để đi không? Ta có phụ thân, còn có gia đình của ta. Phủ thừa tướng là nhà của ta, không cần vương gia lo lắng. Không phải lúc nãy nàng có chuyện muốn nói với ta sao? Đúng rồi, suýt thì ta quên mất. Quả nhiên nàng ấy không nỡ rời đi như vậy. Vậy ta xem biểu hiện của nàng ấy thế nào, rồi sẽ xem xét có nên giữ nàng ấy ở lại không. Người cứu chàng trong sơn động ngày đó, chàng thật sự không biết dáng vẻ của người ấy trông thế nào sao? Năm đó. Chờ đã, nàng nói gì? Sơn động. Năm đó người của Thiên Ứng giáo khi đang truy sát chàng, thì có một cô nương đã cứu chàng, đưa chàng đến sơn động trốn. Cô ấy vì cứu chàng mà bị thương ở lưng. Sao nàng biết những chuyện đó? Người truy sát chàng năm đó trên cổ có hình xăm đại bàng. Sao nàng biết? Mị Nhi chưa từng nói chuyện này, bởi vì ta nhìn thấy. Nàng nhìn thấy? Sao nàng có thể nhìn thấy được chứ? Người cứu ta năm đó trên lưng thực sự là bị thương, giống hệt như vết thương ở thắt lưng của Mị Nhi. Trên người nàng đến cả vết sẹo còn không có. Sư phụ ta là thần y, vết thương nhỏ này sớm đã lành rồi, sẽ không để lại sẹo. Ý nàng là nàng chính là cô gái đã cứu ta năm đó sao? Vậy làm thế nào nàng chứng minh rằng người năm đó chính là nàng chứ? Chàng nhìn cái này đi. Đây, không phải là miếng ngọc bội ta làm mất năm đó sao? Lúc đó ta đi hái thuốc về thì chàng đã không còn ở đó nữa, chỉ để lại miếng ngọc bội này trong sơn động. Là nàng. Thật sự là nàng. Giờ chàng đã biết sự thật rồi. Vậy ta đi đây. Sao bây giờ nàng mới nói? Nhiều năm như vậy ta đối xử với nàng không ra gì cả, không còn quan trọng nữa rồi. Dù sao thì chúng ta cũng hòa ly rồi. Ta đi đây, chàng đi tìm Lâm Bị Nhi của chàng đi. Nàng cố ý sao? Nàng cố ý vào lúc này mới nói cho bổn vương biết sự thật. Đúng đó, ta cố ý đó. Tiêu Dịch Thần, ta chơi đùa với chàng như thế là đủ rồi. Bây giờ chúng ta cũng đã hòa ly rồi, chàng không quản ta được nữa đâu. Bổn vương không đồng ý hòa ly với nàng. Nhiều năm như vậy rồi, khó khăn lắm ta mới tìm được nàng. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng rời đi dễ dàng như vậy đâu. Chàng làm gì vậy? Tiêu Dịch Thần, chàng điên rồi. Tiêu Dịch Thần, ta không đồng ý. Nàng đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, nhưng tóm lại ta không đồng ý hòa ly. Chàng, Tiêu Dịch Thần, chàng hứa rồi nuốt lời. Chàng có phải đàn ông không vậy? Vân Thu, nàng cho ta một cơ hội nữa được không? Chuyện của Lâm Bị Nhi ta sẽ xử lý. Tin ta lần nữa được không? Chàng xử lý thế nào? Chàng xử lý thế nào trước? Ta sẽ hòa ly với cô ta. Đời này kiếp này ta chỉ có một mình nàng thôi. Hãy tin ta lần này. Nếu như nàng đã xin hoàng thượng ban hôn cho chúng ta, vậy chắc hẳn nàng cũng yêu ta, đúng không? Ta biết lúc trước ta đã làm nhiều việc có lỗi với nàng, nhưng kể từ bây giờ tất cả mọi chuyện ta đều sẽ xử lý ổn thỏa. Tiêu Dịch Thần, chàng biết không, lúc ở Thần Y Cốc ta đã thích chàng rồi. Kể từ lúc đó đã không thể khống chế được tình cảm này. Nhưng chàng là hoàng tử, suốt ngày ở trong cung. Năm 13 tuổi chàng đi theo đội quân đánh Nam dẹp Bắc. Mỗi lần chiến thắng trở về,
Ta đều trang điểm, tinh tế cầu kỳ. Đi gặp chàng, lén nhìn trộm chàng. Lúc đó, ta đã viết rất nhiều thư, nhưng không có cơ hội gửi cho chàng. Hoàng thượng nói muốn ban hôn cho ta. Ta không chút chần chừ, liền muốn mau chóng gả cho chàng. Thôi bỏ đi. Ta nói với chàng, mấy chuyện này làm gì? Suốt thời gian qua, tất cả đều do ta tự mình đa tình. Ta yêu chàng, nhưng đã là chuyện quá khứ rồi. Hòa ly, chàng cũng đừng nói gì nữa. Bây giờ ta chỉ muốn hòa ly thôi. Ta không đồng ý. Nàng đừng nghĩ đến chuyện hòa ly. Người đâu? Vương phi mệt rồi. Đưa vương phi về nghỉ ngơi đi. Tiêu dịch thần chàng dám. Tiêu dịch thần, chàng thử động vào ta xem. Tiêu dịch thần chàng điên rồi. Tiêu dịch thần, ta ghét chàng. Không ngờ rằng ngươi luôn lừa dối ta. Tiêu Dịch Thần, là chàng bất nhân trước, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Do chàng không đồng ý hòa ly. Được thôi, bây giờ ta trèo qua bức tường này, đến Thần Y Cốc, để cả đời chàng không tìm thấy ta. Tiêu Dịch Thần, buông ta ra, chàng nghe thấy không vậy? Nàng xuống đây cho bổn vương. Ta không xuống. Thả ta ra. Còn muốn chạy đến Thần Y Cốc để bổn vương không tìm thấy nàng. Chàng nghe thấy à? Cũng may là bổn vương nghe thấy, nếu không thì nàng đã chạy rồi. Tiêu Dịch Thần, là chàng hứa rồi nuốt lời. Rõ ràng giấy hòa ly cũng đã viết rồi, chàng lại. Từ nay về sau, bổn vương không muốn nghe hai chữ hòa ly này. Từ hôm nay, nàng cứ ở đây, không được đi đâu cả, cho đến khi nàng không muốn hòa ly nữa. Gì chứ? Này, Tiêu Dịch Thần, này, mở cửa đi. Tiêu Dịch Thần điên rồi sao? Thật sự giam lỏng mình ở đây. Vương gia đã ra lệnh không cho Vương Phi rời khỏi đây nửa bước. Xin Vương Phi hãy vào trong. Vất vả rồi. Tiêu Dịch Thần, cái tên khốn kiếp này. Đáng ra mình không nên nói với chàng ấy chân tướng sự việc. Tiêu Dịch Thần nhốt mình 3 ngày nay rồi. Không lẽ muốn nhốt mình đến khi mình chịu cúi đầu nhận thua sao? Vương Phi, Vương gia mời Vương Phi đến chỗ của Lâm Trác Phi. Vương gia, sao mấy ngày nay lại lạnh nhạt với Mị Nhi thế? Cũng không quan tâm đến Mị Nhi nữa. Cầm miệng đi. Kỳ lạ, hắn ta rốt cuộc bị sao vậy? Sao đột nhiên lại tỏ thái độ đó với mình? Vân Thù nàng đến rồi sao? Vương gia tìm ta có việc gì không? Bổn vương đã hứa với nàng nhất định sẽ xử lý Lâm Mị Nhi. Bây giờ bổn vương sẽ ở trước mặt nàng thực hiện lời hứa. Vương gia, chàng đang nói gì vậy? Mị Nhi không hiểu. Vương gia, Lâm Mị Nhi, Mị Nhi đã làm sai gì sao? Khiến vương gia tức giận. Thủ đoạn của ngươi cũng ghê gớm đấy. To gan lớn mật, dám xoay bổn vương như trong chóng. Vương gia, chàng đang nói gì vậy? Mị Nhi thật sự không hiểu. Đã đến lúc nào rồi mà ngươi còn giả ngây giả ngốc? Vương gia, ngươi mạo danh Vân Thù nhiều năm như vậy, lừa dối tình cảm của bổn vương, ngươi biết tội của mình chưa? Những lời vương gia nói, Mị Nhi thật sự không hiểu. Từ khi ngươi được gả vào vương phủ, ngươi đã gây ra biết bao nhiêu chuyện xấu xa. Bổn vương đều vì năm đó ngươi đã cứu bổn vương, dung thứ cho ngươi.
Nhưng thật không ngờ, ngay cả phần công lao này, ngươi cũng cướp của Vân Thu. Vương gia, Mị Nhi đã làm nhiều chuyện sai trái, nhưng Mị Nhi không có cướp công của tỷ tỷ. Vương gia, thần y cốc, vết thương ở lưng, ngươi còn muốn bổn vương nói rõ chi tiết hơn không? Vương gia dựa vào đâu mà khẳng định cô bé năm đó là tỷ ấy chứ? Lâm Mị Nhi, ngươi đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Ngươi cho rằng năm đó chỉ có vết thương ở lưng là chứng cứ hay sao? Là cô đã hứa với tôi sẽ không nói chuyện này ra. Ta cũng đã nói, miễn là cô không động đến ta. Nhưng cô năm lần bảy lượt gài bẫy hại ta, dựa vào đâu mà cô có thể tiếp tục mạo danh ta? Cô, ta liều mạng với cô. Ở đây là vương phủ, không cho phép ngươi làm càn. Vương gia dù thiếp lừa chàng, nhưng thần thiếp thật lòng với người. Người đâu, lấy giấy bút ra đây. Hôm nay bổn vương sẽ viết hiu thư cho nữ nhân đê tiện này hút khỏi vương phủ. Cái gì, chàng muốn tự thiếp? Vương gia đừng mà. Vương gia, thiếp có thai với chàng rồi. Vương gia, ngươi nói cái gì? Cô ta có thai thật, không có gạt chàng. Vương gia, thần thiếp không có gạt chàng. Lâm Mị Nhi, đứa trẻ trong bụng cô cũng khá lắm, 50 trượng đó cũng không đánh xảy được nó. Vương gia, thần thiếp có thai rồi. Nó là quốc nhục của chàng đấy. Người đâu, đưa Lâm Mị Nhi đến biệt viện. Không có sự cho phép của bổn vương, không cho cô ta bước khỏi biệt viện nửa bước. Vương phi tỷ tỷ, không ngờ phải không, trăm phương ngàn kế vẫn không thể đuổi ta ra khỏi vương phủ này. Vân Thu, nàng yên tâm, đợi đến lúc đứa trẻ ra đời, bổn vương sẽ lập tức giành lấy đứa trẻ, đuổi cô ta ra khỏi phủ. Không cần đâu, ta đã nói rồi, chúng ta hòa ly đi, như thế là tốt nhất. Không được. Vân Thu, bổn vương đời này kiếp này chỉ cần một mình nàng, sao đứa trẻ có thể sinh ra mà không có mẹ chứ? Chàng cứ cùng Lâm Mị Nhi chung sống với nhau đi. Kiếp trước ta và chàng cũng có một đứa con, nhưng chàng lại trơ mắt nhìn con chúng ta cứ thế mất đi. Vương phi, đây là sổ sách được đem đến từ chỗ của Lâm Mị Nhi. Vương gia nói từ nay về sau, chuyện của hậu viện tất cả giao cho vương phi quản lý. Lúc đó bảo vệ Lâm Mị Nhi như vậy, giờ ta muốn hòa ly, chàng ấy lại giở trò này. Như thể không ai thèm quan tâm đến chuyện của vương phủ vậy. Vậy sổ sách có cần trả về đó không? Sao lại có nhiều mục không rõ ràng thế này? Chắc cũng phải vài trăm vạn lượng bạc đấy. Gần như đục khoét hết của cải của vương phủ rồi. Nhưng mà Lâm Mị Nhi này lấy nhiều tiền như vậy ra ngoài, rốt cuộc để cho ai nhỉ? Sao vậy? Lại muốn trốn nữa à? Ta đâu dám. Không phải chàng phái người canh gác sao? Ta có thể chạy đi đâu chứ? Chàng yên tâm, ta chỉ ra ngoài chơi chút thôi. Vậy bổn vương đưa nàng đi. Mấy năm nay, vương gia có xem qua sổ sách của vương phủ không? Sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này? Trước đây đều do Lâm Mị Nhi quản lý sổ sách. Lẽ nào? Là ai?
Mau đi thôi. Là người của Thiên Ưng Giáo, ta thấy trên người hắn có hình xăm đại bàng. Xem ra Thiên Ưng Giáo đã theo dõi chúng ta từ lâu. Chúng ta với họ không thù không oán, tại sao lại phái người đến truy sát chúng ta chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Nàng có tin ta không? Ta tin. Yên tâm, ta sẽ không để nàng bị thương đâu. Lấy mạng chúng. Tên này võ công cao cường. Sao mình cứ cảm thấy hắn rất quen? Ngươi chính là thủ lĩnh của Thiên Ưng Giáo sao? Đúng vậy. Không ngờ thủ lĩnh của Thiên Ưng Giáo lại luôn che kín mặt như vậy. E rằng chỉ là một con rùa rụt cổ mà thôi. Gần gặp ông bà rồi mà còn lắm lời như vậy. Ta càng nhìn thì càng thấy hắn rất quen. Chắc chắn là ta đã từng nhìn thấy hắn. Tiêu Dịch Thần, hãy tháo mặt nạ của hắn ra đi. Mặt nạ của thủ lĩnh Thiên Ưng Giáo, làm gì mà tháo ra dễ dàng như vậy được. Im miệng, bớt nhiều lời lại cho ta. Lên đi. Vị trí của hình xăm đó. Tiêu Dịch Thần, hắn chính là người năm đó đã truy sát chàng ở Thần Dược Cốc. Lâm Thái, không ngờ ngươi lại là thủ lĩnh của Thiên Ưng Giáo. Tiêu Dịch Thần, tại sao lại muốn lấy mạng ta? Là kẻ nào đã sai khiến ngươi? Không có ai sai khiến ta cả. Nếu như ngươi muốn biết, thì đợi đến kiếp sau đi. Nếu như ngươi không nói, thì ta sẽ lấy mạng của Lâm Mị Nhi. Ngươi dám lấy Mị Nhi ra để uy hiếp ta sao? Không phải ngươi yêu Mị Nhi à? Năm đó lúc ngươi truy sát ta, ngươi đã để cô ta thay thế vị trí của Vân Thu. Bây giờ ta chỉ hận đến nỗi muốn xé cô ta ra thành trăm mảnh. Ngươi hãy tha cho Mị Nhi đi. Ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Ngươi ghé tai lại đây. Tiêu Dịch Thần, chàng không sao chứ? Sao chàng lại đỡ kiếm cho ta? Chàng bị ngốc sao? Nàng xem, có phải bây giờ nàng đang rất lo cho ta không? Tại sao bình thường cứ muốn hòa ly với ta? Chàng bớt nói vài câu đi. Chàng cố gắng một chút, bây giờ ta sẽ băng bó cho chàng. Chàng nhất định phải kiên trì lên. Yên tâm, bổn vương sẽ không sao đâu. Nửa đời sau này, bổn vương còn phải sống thật tốt nữa để chăm sóc cho nàng nữa. Tiêu Dịch Thần, chàng phải cố lên. Ta sẽ đưa chàng về vương phủ. Chàng tỉnh rồi sao? Chàng cảm thấy thế nào rồi? Chàng không sao chứ? Vân Thu, chúng ta đừng hòa ly có được không? Sao chàng vừa tỉnh đã nói chuyện này rồi? Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là vết thương của chàng. Hứa với ta đi, chàng muốn dùng chuyện chàng đỡ kiếm cho thiếp để ép thiếp có phải không? Không phải đâu, ta thật lòng muốn nàng hạnh phúc mà. Chỉ là nàng luôn không tin lời của ta. Chàng không sao chứ? Vết thương, chàng cẩn thận vết thương. Rõ ràng là nàng vẫn rất quan tâm đến ta. Không phải vậy sao? Được rồi, chuyện này để nói sau đi. Đúng rồi, người đứng sau chỉ thị Lâm Thái là ai? Nàng thông minh như vậy mà vẫn chưa đoán ra sao? Là thái tử sao? Không hổ danh là người phụ nữ của bổn vương. Sao nàng lại đoán ra được? Lúc đầu ở trong cung, Diêu Quý Phi đột nhiên làm loạn, còn giúp cho Lâm Mị Nhi thoát thân. Rõ ràng là làm theo chỉ thị của thái tử rồi. Tiếp theo chàng có dự định gì? Cái gì? Lâm Thái ám sát Tiêu Dịch Thần thất bại sao? Đến nay vẫn không rõ tung tích ư? Bây giờ Thiên Ưng Giáo đang rất hỗn loạn, xin thái tử hãy nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Còn có đối sách gì nữa chứ? Cái tên Lâm Thái này thành sự không thấy mà bại sự có thừa. Mất đi rồi cũng tốt. Nếu như bị Tiêu Dịch Thần bắt sống thì mau chuẩn bị ngựa, bổn điện hạ muốn xuất thành. Vâng.
Vương gia, 3 ngày nay thái tử chưa từng xuất hiện, cả kinh thành đều không tìm thấy tung tích của ngài ấy. Biết rồi, người tiếp tục chú ý. Nếu có gì lập tức quay về bẩm báo. Vâng. Xem ra hắn đang sợ bị Lâm Thái phản bội, sợ chúng ta báo với hoàng thượng, nên đã rời khỏi kinh thành sớm hơn 1 ngày. Vậy nàng đoán xem, tiếp theo đây hắn sẽ làm gì? Hắn đã không còn đường lui nữa rồi, bước quá thì sẽ đứng lên tạo phản. Không sai. Chàng sao vậy? Khoảng thời gian này, nàng phải thật cẩn thận, đừng ra ngoài. Dù gì cũng là nàng đã vạch trần thân phận của hắn, ta lo hắn sẽ báo thù nàng. Ta biết rồi, ta sẽ thật cẩn thận. Vương phi cuối cùng người cũng đến rồi. Có chuyện gì vậy? Trước đây người bảo nô thì theo dõi động tĩnh của Lâm Mị Nhi. Lúc nãy Thúy Nhi ra ngoài, mà còn lén la lén lút nữa. Muộn thế này rồi, cô ta ra ngoài để làm gì? Được, ta biết rồi, đợi ta quay lại, nhất định sẽ trọng thưởng cho ngươi. Thiên Ưng giáo, quả nhiên trước đây mình bị truy sát đều là do Lâm Mị Nhi làm. Đây, sao lại là ngươi? Lâm Mị Nhi đâu? Thôi đừng nói nữa, còn không phải do tiện nhân Vân Thù sao? Cô ta gài bẫy tiểu chủ nhà ta, bây giờ tiểu chủ bị cấm túc rồi, ngay cả sân cũng không ra được. Lại là Vân Thù đáng ghét đó. Ngân phiếu mà ta đưa cho ngươi hôm nay là những đồng cuối cùng mà tiểu chủ vơ vét được đó. Bây giờ sổ sách của vương phủ là do Vân Thù quản lý, tiền bạc không thể vào tay tiểu chủ nhà ta nữa rồi. Chiêu binh mãi mã, không có tiền thì sao mà được? Như vậy thì sao mà thái tử tạo phản được chứ? Ngươi nói với ta thì có ích gì? Có bản lĩnh thì đi xử Vân Thù, con tiện nhân đó đi. Sớm muộn cũng có ngày phải xử con tiện nhân này. Ngươi nghĩ cách bảo Lâm Mị Nhi gom tiền đi, cho dù là đem đồ trang sức đi bán thì cũng phải kiếm tiền về đây. Ngươi nói nghe dễ dàng quá nhỉ. Đừng hét lên, nếu không ta sẽ cắt cổ ngươi. Cô nhìn thấy hết rồi. Đúng vậy, các ngươi cấu kết với Thiên Ưng giáo phản bội vương gia. Ta chỉ làm giúp chủ tử nhà ta thôi. Lâm Mị Nhi sẽ không đi xa được nữa đâu. Ngươi nên chọn chủ nhân khác đi. Ý cô là sao chứ? Đây là gì vậy? Thuốc độc. Loại thuốc này bắt buộc 3 ngày phải dùng 1 lần, nếu không thì sẽ ngủ bất đắc kỳ tử. Đừng mà, tôi vẫn muốn sống. Ta là người của thần y cốc. Thuốc độc mà ta cho ngươi uống, hiệu quả như nào thì lòng ngươi rõ nhất. Nếu muốn sống thì ngoan ngoãn nghe lời ta. Nô tỳ vẫn muốn sống, nô tỳ chưa muốn mất mạng. Nô tỳ sẽ nghe theo lời người, nô tỳ sẽ nghe theo mà. Được, vậy bây giờ ta hỏi ngươi cái gì thì ngươi phải trả lời cái đó. Nô tỳ nhất định sẽ nói. Nô tỳ sẽ nghe theo lời của Vương Phi. Vậy Lâm Mị Nhi và Tiêu Văn Huyền có mối quan hệ gì với nhau? Chuyện này nô tỳ hơi khó nói. Được rồi, ta đã biết họ có mối quan hệ như nào rồi. Đây là thuốc giải của 3 ngày sau. Sau này cứ mỗi 3 ngày, ta đều sẽ cho người đem thuốc giải tới cho ngươi 1 lần. Vâng, đa tạ Vương Phi. Bên phía Lâm Mị Nhi, đừng rút dây động rừng. Nên nói như thế nào thì nói như thế đó. Vâng, nô tỳ sẽ nghe theo Vương Phi hết. Sau này ngươi đi theo ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Vương gia, không phải ta vừa mới nhắc nhở nàng sao? Kinh thành không an toàn, đừng ra ngoài. Nàng coi lời nói của bổn vương như gió thổi ngoài tai vậy à? Nàng nói gì chứ? Tiêu Vân Huyền bắt đầu chiêu binh mãi mã sao? Hoàn toàn chính xác. Ta biết hắn không phải người tốt gì cả, nhưng không ngờ hắn lại điên cuồng đến mức như vậy. Ta có một cách. Cách gì?
ta sẽ giả vờ bị hắn bắt, rồi trong ứng ngoại hợp với Trang, đến lúc đó sẽ lấy khói làm tín hiệu. Trang vừa nhìn thấy khói thì liền tấn công bắt lấy hắn. Không được, ta tuyệt đối sẽ không lấy an nguy của nàng ra mạo hiểm, sẽ không có chuyện gì đâu, nàng đừng nói gì nữa cả. Bổn vương tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bổn vương cảnh cáo nàng, không được tự ý quyết định. Vương gia, người trong cung tới, mời người tới thư phòng. Vương gia, công công tới muộn như vậy, có chuyện gì sao? Vương gia, bên thái tử vạch tội người, còn có lá thư chứng cứ nói người thông đồng với địch phản quốc, tình hình khẩn cấp. Vương gia, người phải sớm lên kế hoạch. Xem ra thái tử đúng là cuống quá làm liều. Thứ bị đặt như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được. Nghe người nói vậy, có lẽ người đã có kế hoạch rồi. Phải, chỉ là phải để Vân Thù chịu ủy khuất chút thôi. Vương Phi, người đừng lo lắng nữa, chỉ là người trong cung thôi, sẽ không có gì đâu. Vương gia đến rồi. Vương gia sao rồi? Không sao chứ? Nàng đang quan tâm ta sao? Chàng có thể nói chuyện chính được không? Vân Thù, bổn vương biết, từ sau khi nàng gả vào Tiêu Vương phủ, bởi vì chuyện của Lâm Mị Nhi, bổn vương đã đay nghiến nàng rất nhiều, khiến nàng bị tổn thương. Tất cả là lỗi của bổn vương. Mỗi lần bổn vương nghĩ lại đều thấy như xé lòng, đau khổ tột cùng. Ước gì ta chưa từng gặp nàng. Sao đột nhiên chàng lại nói chuyện này vậy? Vân Thù nhà chúng ta thuần khiết thành tao, tinh tế hiểu chuyện, thật sự xứng đáng với một người tốt hơn. Rốt cuộc thì chàng muốn nói gì? Chúng ta hòa ly đi. Chàng nói cái gì? Trước đó không phải nàng luôn muốn hòa ly với bổn vương sao? Bây giờ bổn vương đồng ý với nàng, trả lại tự do cho nàng. Ta muốn hòa ly, nhưng đâu phải bây giờ. Dù sao cũng giống nhau thôi, sớm muộn gì cũng sẽ hòa ly. Người đâu, đem giấy mực tới đây. Không được viết. Tiêu Dịch Thần, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Người trong cung đã nói gì với chàng vậy? Bắt đầu từ bây giờ, mọi chuyện ở Tiêu Vương phủ đều sẽ không liên quan đến nàng nữa. Nên chàng muốn hòa ly để phủi sạch quan hệ với ta sao? Là thái tử sao? Đúng là không giấu được nàng. Sao chàng dám chắc chàng sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Bài trong tay chúng ta vẫn chưa đánh xong mà. Chúng ta phải đề phòng mọi trường hợp. Ta không thể để nàng xảy ra chuyện. Dù thế nào đi nữa, bây giờ chúng ta vẫn là phu thê. Ta sẽ cùng chàng đối mặt. Nàng, nàng nghĩ kỹ chưa? Ta nghĩ vô cùng kỹ rồi. Lâm Mị Nhi bên kia có động tĩnh rồi. Vâng. Cô ta mặc đồ của người hầu, cải trang thành nô tì lén ra khỏi phủ. Cô ta có nói làm gì không? Dạ không. Nhưng mà chắc cô ta tới Thành Hào gặp ai đó. Được rồi, ta biết rồi. Thời gian 3 ngày vẫn chưa đến. Vương Phi đã đưa thuốc giải cho nô tì rồi. Đây là thuốc giải hoàn toàn. Sau khi uống nó, người sẽ được tự do. Người cứ uống đi, ta không lừa người đâu. Tạ ơn Vương Phi. Người về đi. Vâng. Điện hạ, nàng bị sao thế? Tất cả là do Vân Thù hại thiếp bị Tiêu Dịch Thần phát hiện là người mạo danh. Vô dụng. Chàng đánh thiếp? Chàng đánh thiếp sao? Lâu như vậy mà trái tim của một người đàn ông cũng không giữ được. Nếu trong lòng Tiêu Dịch Thần có nàng, cho dù chuyện này bị bại lộ, hắn tuyệt đối cũng sẽ không phạt nàng. Chàng thì biết gì chứ? Tiêu Dịch Thần đó, trái tim của hắn ta làm bằng đá. Hắn ta hoàn toàn chưa từng yêu bất cứ một ai. Hơn nữa thiếp đang mang thai con của chàng.
chẳng còn đánh tiếp nữa. Hóa ra là cốt nhục của Tiêu Vân Huyền. Mặc dù sớm biết bọn họ tư thông, nhưng thật sự không ngờ ngay cả đứa con cũng không phải của Tiêu Dịch Thần. Sao nàng lại chắc chắn đây là cốt nhục của ta mà không phải của Tiêu Dịch Thần? Tiêu Dịch Thần lâu lắm rồi không thèm chạm vào thiếp. Đứa con này sao có thể là của hắn ta chứ? Thiếp chỉ gạt hắn ta, nói đây là cốt nhục của hắn. Ý nàng là Tiêu Dịch Thần đến giờ vẫn tưởng đây là cốt nhục của hắn, nên không lấy mạng của nàng. Bây giờ nàng vẫn còn cơ hội khiến hắn ta hồi tâm chuyển ý. Cũng có thể chỉ là để Tiêu Dịch Thần hồi tâm chuyển ý còn khó hơn lên trời nữa. Đau lắm không? Vừa rồi là ta nhất thời kích động, đều tại ta không tốt, đều tại chàng hết đấy. Lúc trước chàng còn nói sẽ để thiếp làm hoàng hậu, thế mà lại đánh thiếp, đều do ta không tốt, đều là lỗi của ta. Sau này ta sẽ không đánh nàng nữa. Nhưng Mị Nhi à, nàng vẫn phải tiếp tục ở lại vương phủ làm tai mắt, nhất định phải bảo vệ tốt con của chúng ta, được không? Nhưng thiếp sợ. Nàng sợ gì chứ? Thời gian lâu dần, Tiêu Dịch Thần sẽ phát hiện bụng của thiếp không giống với số tháng. Cho dù may mắn hạ sinh được con chúng ta, nếu đến lúc đó hắn ta phát hiện đứa con không giống hắn ta, thì phải làm sao đây? Đó là chuyện của nàng. Ý ta là bất luận thế nào, nàng cũng phải bảo vệ đứa con này của chúng ta. Đợi đến lúc ta đăng cơ, nó sẽ là thái tử. Nàng hiểu không? Được, thiếp nhất định sẽ bảo vệ nó. Ngoan lắm. Không hổ là Mị Nhi của ta. Lâm Mị Nhi này đúng là đồ ngốc mà, bị lợi dụng mà cũng không biết. Ai? Có người sao? Là ngươi à? Ta còn nghĩ óc suy nghĩ, không biết làm thế nào để bắt ngươi từ tay Tiêu Dịch Thần. Không ngờ ngươi lại tự mình lục mạng. Ngươi muốn làm gì? Làm gì ư? Tất nhiên là báo thù rồi. Ngươi hại ta thảm như vậy, ngươi khiến kế hoạch bao năm của ta đổ sông đổ bể hết rồi. Còn muốn chạy sao? Đừng chống cự nữa, mấy trò mèo của cô không có tác dụng gì với ta đâu. Mau sửa con tiện nhân này đi. Từ khi nào đến lượt nàng tự tiện hành động vậy? Ý chàng là sao chứ? Giữ mạng cô ta lại chắc chắn có ích. Nhưng được rồi, ta biết nàng hận cô ta. Sau này ta sẽ để nàng tự tay hành quyết cô ta. Được, thiếp sẽ nhớ lời này của chàng. Được rồi, mau về Tiêu Vương phủ đi. Hiện tại vẫn chưa thể lật đổ hoàn toàn Tiêu Dịch Thần, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đồ ngu, đợi mọi chuyện xong xuôi, người đầu tiên ta trừ khử chính là ngươi. Cuối cùng cũng rơi vào tay ta. Sao đau đầu thế này? Nàng tỉnh rồi à? Đây là đâu? Đây là phủ của ta, ở ngoài kinh thành. Yên tâm đi, ở đây rất kín đáo, Tiêu Dịch Thần không thể tìm thấy nàng đâu. Ngươi muốn làm gì? Ta nói rồi, nàng sớm muộn gì cũng thuộc về ta. Buông ra. Nàng cũng thấy rồi đấy, Tiêu Dịch Thần bây giờ cũng lực bất tòng tâm, không thể bảo vệ được nàng đâu. Còn ta, sớm muộn gì cũng ngồi lên ngai vàng. Ta, những năm gần đây, Tiêu Vương gia đối với nàng không ra gì, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt nhìn nàng cũng không có. Không bằng nàng đi theo ta, hắn ta cho nàng thứ gì, ta có thể cho nàng nhiều hơn như vậy. Đúng chứ? Mấy lời ngon ngọt ai mà không nói được? Không phải ngươi với Lâm Mị Nhi cũng gian gian díu díu sao? Lâm Mị Nhi,
Cô ta là cái thá gì chứ? Có thể sánh bằng nàng sao? Thật sao? Đúng vậy. Thực ra, ta đã muốn hòa ly với Tiêu Dịch Thần từ lâu rồi, nhưng hắn ta không đồng ý. Vậy bây giờ nàng không cần lo lắng về chuyện này nữa. Chỉ cần nàng muốn, từ giờ phút này trở đi, nàng chính là nữ nhân của Tiêu Vân Huyền ta, là hoàng hậu tương lai. Hoàng hậu sao? Còn tưởng cô ta không giống những nữ nhân khác. Bây giờ xem ra cũng như bọn họ tham vinh hoa phú quý. Ta không tin sẽ có chuyện tốt trên trời rơi xuống thế đâu. Nói đi, ngươi muốn ta làm gì? Không hổ là nữ nhân mà bổn điện hạ để mắt đến, thông minh vô cùng. Đơn giản thôi, ta muốn có sự ủng hộ của thừa tướng và cả thế lực của thần y gốc. Được, ta hứa với ngươi. Ta không hứa với ngươi sẽ làm mấy chuyện này. Nếu đã đồng ý làm hoàng hậu của ta, sao lại không được chứ? Đợi ta làm hoàng hậu đi rồi nói tiếp. Ngươi đừng hòng tay không hốt bạc. Được, vậy thì nàng cứ chờ xem ta làm thế nào để ngồi lên ngai vàng, sau đó trừ khử luôn Tiêu Dịch Thần. Cứ chờ xem. Ngươi mới là người phải chịu cái kết đắng. Vô duyên vô cớ lại biến mất thế này. Chẳng lẽ thật sự làm theo những gì đã nói trước đó, giả vờ để Tiêu Vân Huyền bắt đi? Vương gia, vẫn chưa tìm được Vương Phi. Vậy thì tiếp tục tìm đi. Một đám vô dụng. Rõ. Vân Thủ sao nàng lại ở đây? Chàng qua đây. Có chuyện gì vậy? Nàng không nói lời nào liền biến mất, hại ta lo cho nàng như vậy. Đừng giận mà. Do thời gian cấp bách, không kịp báo cho chàng, nên ta tự mình hành động luôn. Nàng bướng bỉnh quá đó. Được rồi mà. Ta nói chàng nghe chuyện này, ghé sát qua đây. Lâm Mị Nhi và Tiêu Vân Huyền tư thông, đứa con cũng không phải của chàng. Nàng nói gì? Đứa con trong bụng của Lâm Mị Nhi là của Tiêu Vân Huyền. Chàng kích động thế làm gì? Sao thế? Bị cắm cho cặp sưng nên vui quá hả? Biết được tin này, ta thật sự rất vui. Chàng vui cái gì? Chẳng phải trước đây ta luôn cảm thấy có lỗi với nàng sao? Hơn nữa rõ ràng là ta đã nói là sẽ bỏ Lâm Mị Nhi chỉ ở bên một mình nàng thôi. Biết được tin này, ta thật sự cảm thấy rất nhẹ nhõm. Đồ ngốc. Bây giờ ta sẽ đi xử lý Tiêu Vân Huyền. Này, bây giờ chàng đi không phải là sẽ đánh rắn động cỏ sao? Đúng vậy. Đúng rồi. Trước đây không phải đã nói là không cho nàng đi sao? Sao nàng lại muốn một mình mạo hiểm vậy? Tên khốn Tiêu Vân Huyền đó, không làm gì nàng chứ? Không có. Ta sẽ không để hắn làm gì đâu. Được rồi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm sao để tiêu diệt Tiêu Vân Huyền. Đúng, chính xác. Đây là tín vật. Chàng cầm theo nó đến thần y cốc, tìm sư phụ của ta, đem chứng cứ mà Tiêu Vân Huyền hãm hại chàng về đây. Nó được ta chôn dưới gốc cây ở cổng thành. Ý của nàng là nàng vẫn phải đi sao? Tất nhiên rồi, ta đã lén trốn ra đây đấy. Ta không thể ở đây với chàng nữa. Đã trễ rồi, ta phải mau chóng quay về đây. Không được quay lại, rất nguy hiểm. Không được, kế hoạch đã tiến hành được một nửa, sao có thể nói từ bỏ là từ bỏ được chứ? Chàng yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Thôi được rồi, đợi sau khi chuyện này kết thúc, chúng ta sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc. Có được không? Được. Không còn nhiều thời gian nữa, chàng mau đi đi. Chàng phải thật bảo trọng đó.
Sao hôm qua mình lại ngủ quên mất vậy? Sao đầu mình đau thế này? Chắc là do quá mệt mỏi. Vậy sao? Đúng vậy. Báo. Điện hạ, hôm qua hoàng thượng đã xem chứng cứ Tiêu Vương cấu kết với địch mà chúng ta dâng lên, nên vô cùng tức giận, đã bắt Tiêu Vương giam vào ngục rồi. Được. Lần này không có kẻ nào có thể ngăn cản được ta. Đăng cơ xưng đế nữa rồi. Vân Thu, sao vậy? Đã là lúc nào rồi mà nàng còn lo lắng cho Tiêu Dịch Thân? Điện hạ nói gì vậy? Sao ta lại có thể lo lắng cho hắn chứ? Nàng có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Thay y phục đi, vào cung cùng ta. Được. Tiêu Dịch Thân, hắn muốn tạo phản có phải không? Bình thường chấm đối xử với nó không tệ, nó lại dám thông đồng với kẻ thù. Phụ hoàng, xin người bớt giận. Bây giờ Tiêu Dịch Thân đã bị bắt rồi, cũng không thể gây ra sóng gió gì nữa rồi. Tại sao ta lại sinh ra một tên nghiệp chướng như vậy chứ? Phụ hoàng, người hãy uống ly trà để nguôi giận đi. Vì chuyện như thế này mà tổn hại đến long thể thì không đáng. Trẫm đang nghĩ làm sao để xử lý tên nghiệp chướng này. Phụ hoàng, nếu Tiêu Dịch Thần đã thông đồng với địch, giữ lại hắn chắc chắn sẽ là một mối nguy, chi bằng trực tiếp xử lý hắn đi. Nó là máu mủ ruột thịt của trẫm. Phụ hoàng, nếu hôm nay người mềm lòng mà tha cho hắn, thì ai dám đảm bảo sau này hắn sẽ không làm như vậy nữa. Tên Tiêu Vân Huyền này thật ghê gớm. Bỏ đi. Chuyện này hãy để trẫm suy nghĩ thêm đi. Còn con, lui xuống trước đi. Vâng thưa phụ hoàng. Ngươi, phụ hoàng, ngươi sao vậy? Tên súc sinh này, ngươi đã hạ độc gì trong trà của trẫm? Ngươi, nhà ngươi đáng ghét. Xem ra ông vẫn chưa hồ đồ nhỉ, vẫn nhận ra tôi đã bỏ thuốc trong trà của ông. Ông già, ông đã ngồi trên hoàng vị này làm hoàng đế quá lâu rồi, đã đến lúc nhường vị trí này cho ta rồi. Người đâu? Ông nghĩ ông có thể kêu ai vào đây được nữa? Nếu ta đã dám hạ độc ông, thì ta đã sớm lo liệu chu toàn mọi thứ ở đây rồi. Bệ hạ, rốt cuộc người đã hạ độc gì? Ta đã cho lão già này uống loại độc nhất trong ba loại kỳ độc. Cho dù là nàng thì cũng không có cách nào chữa được đâu. Mạch tượng hỗn loạn, không tìm ra nguyên căn. Tại sao bây giờ ngươi lại muốn hại hoàng đế? Ngày ấy đã bắt Tiêu Dịch Thần giam vào ngục rồi mà. Đêm dài lắm mộng, tranh thủ trước khi Tiêu Dịch Thần chưa kịp nói ra chuyện gì thì lên ngôi hoàng đế mới là chuyện quan trọng nhất. Vân Thu, nàng sắp trở thành hoàng hậu rồi, lẽ nào nàng vẫn còn chỗ nào chưa hài lòng sao? Thủ đoạn mưu sát phụ thân này của ngươi căn bản không xứng làm người. Lộ ra bản chất thật rồi có phải không? Vân Thu,
Quả nhiên dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày của cô đều là giả. Có điều không sao cả. Từ giờ trở đi, cho dù cô có đồng ý hay không, thì cô vẫn sẽ là nữ nhân của bổn vương. Cái đó thì chưa chắc. Người đâu? Đem Tiêu Dịch Thần từ trong ngục lên đây cho ta. Hôm nay ta sẽ kết liễu hắn ở trước mặt của cô. Điện hạ, không hay rồi điện hạ. Tiêu Vương đã vượt ngục rồi. Cái gì? Điện hạ, Tiêu Vương dẫn theo người của thần y cốc bao vây Tuyên Chính Điện rồi. Cô đang lừa ta sao? Mấy ngày nay cô đang kéo dài thời gian ư? Không sai. Người đâu? Kẻ nào có thể lấy mạng của Tiêu Dịch Thần, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Tiêu Dịch Thần, Tiêu Dịch Thần, không được cử động. Tiêu Dịch Thần, ngươi đừng qua đây. Ngươi mà qua đây thì ta sẽ lấy mạng cô ta. Không được tự ý hành động. Ta đã nói là ngươi đừng qua đây. Được, ngươi đừng làm hại nàng ấy. Bảo người của ngươi lui xuống đi. Sau đó chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa để rời đi. Được, bổn vương đồng ý với ngươi. Nhưng ngươi hãy thả nàng ấy ra trước đi. Thả cô ta sao? Nực cười. Nếu như ta thả cô ta, thì ngươi sẽ lập tức bắt ta lại có phải không? Đừng làm nàng ấy bị thương. Còn không mau chuẩn bị xe ngựa cho ta. Người đâu? Chuẩn bị xe ngựa, rồi đem Lâm Mị Nhi lên đây cho bổn vương. Vâng. Ta đã sai người đi chuẩn bị xe ngựa rồi. Chi bằng như vậy, ngươi thả Vân Thủ ra, ta sẽ lấy Lâm Mị Nhi ra để trao đổi. Đứa trẻ Lâm Mị Nhi đang mang trong bụng chính là con của ngươi đấy. Vương gia, cứu tiếp. Cốt nhục sao? Cốt nhục gì chứ? Ngươi tưởng là dựa vào nó thì có thể đe dọa bổn điện hạ sao? Đúng là vô tích sự, giữ lại cũng chẳng được gì. Bắt hắn ta lại. Ngươi tưởng bắt được ta là xong rồi sao? Cậu hoàng đế đó cũng xong đời rồi. Không ai cứu được hắn đâu. Chưa chắc đâu. Sư phụ, người đến rồi. Bệ hạ, chàng không sao chứ? Ta không sao. Có phải vừa rồi làm nàng sợ rồi không? Ta không sợ. Chuyện nhỏ thôi. Mọi chuyện cuối cùng cũng có thể kết thúc. Đúng vậy. Phụ hoàng, người ổn chứ? Ta không sao. Vân Thu, Thần Nhi, hai đứa tới rồi. Mau, mau bắt Tiêu Vân Huyền, cái thằng nghiệp chướng đó lại cho ta. Mau lên. Phụ hoàng đừng lo lắng, Nhi thần đã bắt hắn lại rồi. Vậy thì tốt rồi. Tốt rồi. Bệ hạ, hôm nay thật sự là nhờ có Tiêu Vương gia mang theo tín vật của Thú Nhi đến thần y cốc tìm lão phu. Nếu không, chuyện hôm nay thật sự không thể tưởng tượng nổi. Dịch thần à, đều do trẫm không tốt. Lúc trước ta lại tin lời của Tiêu Vân Huyền mà nghi ngờ con. Từ hôm nay trở đi, con chính là thái tử. Đa tạ phụ hoàng. Vân Thu, Dịch Thần, hôm nay hai con có công lớn,
Muốn ta ban thưởng gì? Thì cứ nói. Phụ hoàng vừa mới tỉnh lại, người cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ. Về phần thưởng, đợi sau khi nhi thần bàn bạc với Vân Thu, rồi sẽ thỉnh cầu phụ hoàng. Được, vậy cũng được. Hai con, không còn chuyện gì thì cứ lui xuống đi. Nhi thần xin cáo lui trước. Chuyện hôm nay làm tốt lắm. May mà kịp thời đến thần y gốc tìm ta. Cảm ơn thần y đã tương trợ. Thù nhi, sao ta nhớ lúc trước con ở Tiêu Vương phủ chịu nhiều ủy khuất lắm mà. Thần y đại nhân, trước đây là do bổn vương không tốt, đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với Thù nhi. Sau này bổn vương sẽ đối xử tốt với nàng ấy. Chuyện này ngươi nói ta không tính, ta phải hỏi ý kiến của Thù nhi. Thù nhi, con có muốn ở lại Tiêu Vương phủ không? Thù nhi của ta, chỉ cần con nói một câu không muốn, sư phụ sẽ đưa con về thần y cốc, để hắn không tìm được con nữa. Nàng nói đi. Sư phụ, con vẫn sẽ ở lại Tiêu Vương phủ. Thù nhi, con nghĩ kỹ đi. Con nghĩ kỹ rồi. Sư phụ, con muốn tha thứ cho chàng ấy một lần nữa. Với lại, con đã mang thai cốt nhục của Tiêu Dịch Thần rồi. Cái gì? Thật không? Nàng có thai rồi sao? Vậy thì tốt quá rồi. Mau đến đây để sư phụ bắt mạch cho con. Quả nhiên, quả nhiên là hỉ mạch. Thật tuyệt vời. Tuyệt quá đi, ta phải đem tin này nói cho cha mới được. Được, đi thôi. Không cần đi nữa, ta đến rồi đây. Sao cha lại tới đây vậy? Ta nghe nói hôm qua ở cung điện xảy ra chuyện. Con và Tiêu Vương gia đều ở hiện trường. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Con không sao, không phải con đang khỏe mạnh đứng trước mặt cha đây sao? Vậy thì tốt rồi, tốt lắm. Cha vào đi. Lâu rồi không gặp, cha phải nói chuyện với con nhiều vào đó. Thừa tướng, ngài sắp làm ông ngoại rồi đó. Chúc mừng ngài. Cái gì? Không phải là con. Tốt quá. Tốt lắm. Điện hạ, cuối cùng thì ngươi cũng đến. Ngươi có biết những ngày qua ta đã chịu bao khổ cực không? Do thuộc hạ tới muộn. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta ra khỏi đây thôi. Người tiếp ứng bên ngoài đã sắp xếp xong chưa? Sắp xếp xong rồi, điện hạ yên tâm. Đã thành ra thế này rồi mà còn muốn chạy trốn. Các người đến đây làm gì? Tự nhiên ta muốn đến lấy mạng ngươi. Đây là thuốc độc, sau khi uống sẽ ra đi nhanh thôi. Ngươi ngoan ngoãn uống đi, thì bọn ta sẽ không động thủ. Các người dựa vào đâu mà làm như vậy chứ? Năm đó ở thần y cốc, nếu không phải Thù Nhi cứu ta, ta sớm đã không còn nữa rồi. Ngươi nói xem, ta có thể tha cho ngươi sao? Các ngươi từ bỏ ý định này đi. Thuốc này ta sẽ không uống đâu. Vậy bổn vương sẽ tự mình động thủ. Thù Nhi, nàng về trước đi, tránh làm dơ mắt nàng. Vâng. Không, không, ngươi không được làm vậy. Ngươi không được làm vậy. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Cuối cùng chúng ta cũng có thể ở bên nhau. Chàng đừng nói nữa. Cảm giác làm thái tử phi
cũng được đó chứ. Còn nữa, ta xin lỗi nàng, có gì đâu mà. Tương lai còn dài, chúng ta còn nhiều thời gian. Chàng có thể từ từ mà bù đắp cho ta. Cảm ơn nàng đã cho ta thêm một cơ hội nữa.